chào các bạn anh chị em cuối tuần. Thì hôm nay mình đang là thứ bảy, tối thứ bảy ở khu vực Vancouver của Canada, ở khu downtown Granville. Thì sẵn đây mình quay cái clip lại cho anh chị xem mấy cái khu mà club cuối tuần đông. Ở đây là giống như quán pub thì nó cũng đông á. Rồi hoặc là ở bên đây đó, mấy anh bạn này đứng trước cái quán club để đi xếp hàng vô quán club cũng đông lắm à, đứng tụm tụm luôn để xếp hàng vô quán club. Quán club này là tên là Colony, đứng nguyên dãy hàng luôn, dài lắm. Thì đó, đứng đợi xếp hàng vô quán club. Còn đèn sáng đằng kia là mấy xe của công an. Để quay lại tên cho coi tên của quán Colona ha. Đó, Colona. Đó. Còn bên kia cũng có một cái quán club. Quán club bên kia mấy bạn đó, bên đó anh chị đó, à, khách cũng đứng nguyên dãy hàng luôn. Đông lắm à. Cái khu này là toàn là quán pub, quán bar, quán club. Ba cái tên bên đây nó khác nhau anh chị. Bên đây nó không gọi là bar, club giống như Việt Nam mình. Quán bar là quán bar cái kiểu giống như là quán này, ăn nhẹ, có nhạc nhẹ, nhậu ở trong, có đồ ăn. Còn quán club bên đây á thì lại là nó không có bán phục vụ đồ ăn. Quán club bên đây chỉ là phục vụ bia, rượu, alcohol. Vô thì chủ yếu là nghe nhạc mạnh để nhảy rồi dance, nghe mua nhạc cụ nhảy dance. Nhạc mạnh, mạnh cũng không có mạnh như là quán bar ở Việt Nam mình mà mầm nó cũng mạnh vừa phải. Nha. Để lát nữa quay tiếp cho anh chị xem mấy quán khu dưới nữa. Không như khu Hồ Tây Bùi Viện cũng có mấy anh chị người đánh đờn, đánh nhạc, nhạc sĩ đường phố rồi đây nè, đầy đủ hết. Có quán pizza đây cũng ăn ngon lắm, để lát nó vô mua pizza. Mấy anh đây là cảnh sát ở đây ha. Cuối tuần á, cái đoạn đường này nè sẽ sắp tới là nó chặn, cảnh sát chặn lại để không có cho xe chạy vô. Hey my friend đây, cái đèn xanh đèn đỏ đây, chừng nào hiện lên cái hình người xanh người trắng vậy nè, đèn xanh vậy thì mới là qua đường được, còn 7 giây báo 7 giây không. Quán pizza này là một trong những quán pizza mà mình thích, ăn cũng ngon lắm, để lát nữa vô mua một cái. Một trong những cái thương hiệu cà phê nhân quyền nổi tiếng, cũng có 7-Up ở đằng kia luôn ha. Đó, Tim Hortons kia đối diện quán nhà cái khách sạn Parker đây ha. Ở dưới đó là cái quán kia. Rồi bây giờ mình để mình vô mua cái bánh pizza để dành coi. À, vậy là mình đã mua xong một cái bánh pizza rồi, đã đóng gói vô đây luôn rồi. À, tiếp tục qua đây nghe cái nhạc của nào đây cũng không biết luôn, mỗi cái nước là mỗi cái tiếng nhạc, nghe nhạc này trong quán pizza nó khác, trong quán này nhạc khác. Đó, đây là quán búp nè, cũng cái kiểu nhậu nhẹ giống như quán ở Bùi Viện vậy đó. Còn quán xanh xanh đeo đỏ đèn mà nó đỏ bên kia xanh xanh, đèn xanh xanh đó là quán Chip Club, là quán nhạc vũ trường nhảy mà không có bận đồ luôn á các bạn. Nữ phục vụ nhảy không mặc đồ cũng hay lắm ạ. Cái đó là loại hình được hợp pháp ở bên đây. Bên đây có nhiều cái hợp pháp lắm, nhưng mà nó cũng kiên, có nghĩa là hợp pháp cho chừng mực thôi. Đó, cái chỗ đó đó là đây, hay ở chỗ là đủ nhà hàng hết, Mexico, Mexican, đủ các nước hết. Cái khu này đúng là khu ăn chơi mà, chuyên bán về mấy cái ống hút chích đồ luôn, đầy đủ luôn. Bán ống hút điện tử, hút điện tử, rồi mấy cái đồ chơi
đó, đầy đủ luôn, hợp pháp, shop open, không? Cũng có mấy anh chị đường luôn đó, cái đường này là chiên là đó, thêm quán Thái nữa, nhà hàng Thái luôn, Thái là quen hơn, không? Đầy đủ nhà hàng hết. Rồi thêm cái shop này là cái shop chuyên về DVD, đồ bán quần áo, đồ sách toy, đồ chơi tình dục đầy đủ hết luôn. Coi bên trong nó bán cái gì, đó, thấy không? Như ở đây nè, đó, thấy chưa? Đầy đủ hết luôn, hợp pháp luôn. Thêm một cái nhà hàng khác nữa. Nhà hàng này là nhà hàng của nước nào đây? Không biết nữa. Tiệm, cửa hàng tiện ích. Rồi thêm một tiệm nữa chuyên về bán đồ chơi cho người lớn. Cấm người nhỏ tuổi dưới 18 tuổi là không được vô, nãy không? Đó. Tiệm ở trong nó bán đầy đủ hết các bạn. Mình cũng chưa vô nữa. Thôi khỏi đi nha. Đó. Bán ở đây cũng có bán quần áo luôn, đầy đủ luôn ha. Nói chung trên đường này bán đầy đủ hết. Cửa hàng shop quần áo. Chị này hút thuốc thì đi ra ngoài hút, không hút qua trong tiệm đâu. À, thêm đây nữa. Tiệm cửa hàng Tagola. Đó, thế là thêm một cái tiệm ở đây nữa. Rồi thêm chỗ này nữa. Người ta thật sự bên đây cũng có người ngủ ngoài đường đó các bạn ơi, chứ không phải là không có đâu. Nước phát triển hay nước nào đó thì xã hội là xã hội, mà cuộc sống thì chỗ nào cũng phải có người này người kia đúng không, thì mới gọi là xã hội được chứ. À, nói chung là thêm rất nhiều nhà hàng ở trên quán đường Granville ha. Thì nói lại là các bạn mà muốn đi đến địa điểm du lịch nào hay địa điểm nào kỹ hơn, rõ hơn ở bên trong của khu vực khoang khu thì comment bên dưới để mình biết, thì mình sẽ có dịp mình sẽ làm những video đó cho các bạn về du lịch hoặc là về địa điểm ăn uống vui chơi của Vancouver ha. Rồi các bạn muốn tư vấn về du học chọn trường thì liên hệ lại mình để mình hỗ trợ. Đây là một quán lúp Havana nữa các bạn nha. Got some man. Hey, hi my friend. Hello. If I have friends in comment, they want. They want in a guest list. Okay. Who I should hey? Sure. Okay. Hey hey. Guest list. Can I put for my friends? What's the name? Kali. Kali.